khoa la và bệnh phổi, bệnh viện Quân y 175 đã tiếp nhận và điều trị thành công cho một nam bệnh nhân 70 tuổi với biểu hiện không thể nằm do ho, khó thở và phải ngủ ở tư thế ngồi 7 tháng liên tiếp. Cụ thể bệnh nhân là ông XT 70 tuổi, ngụ tại tỉnh Đồng Nai, nhập viện trong tình trạng thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ ban ngày và không thể nằm do khó thở, chất lượng cuộc sống giảm sút nặng. Bệnh nhân đi khám tại nhiều bệnh viện và làm nhiều xét nghiệm khác nhau nhưng không chẩn đoán được nguyên nhân bệnh nhân đã được chẩn đoán và điều trị theo nhiều bệnh khác nhau như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản, sơ phổi, nhưng triệu chứng của bệnh không cải thiện và ngày càng tiến triển nặng. Bác sĩ Nguyễn Công Trường, khoa lao và bệnh phổi, bệnh viện Quân y 175 cho biết, qua thăm khám kỹ và hội trần, khoa đã nghi ngờ bệnh nhân có hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Ngay sau đó, bệnh nhân đã được đo đa ký giấc ngủ, khảo sát dùng để chẩn đoán rối loạn giấc ngủ. Kết quả đã xác định ông tê mắc hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ ở mức độ nặng với chỉ số ngưng thở khi ngủ cao. Ngay sau đó, ông Tê được điều trị hỗ trợ bằng máy áp lực dương liên tục, không xâm nhập và đáp ứng tốt. Hiện tại, sau điều trị, bệnh nhân đã nằm được ở tư thế bình thường, ngủ ngon giấc hơn, chất lượng cuộc sống đã cải thiện rõ rệt và đã được xuất viện. Tiến sĩ Nguyễn Hải Công, trưởng khoa lao và bệnh phổi, Bệnh viện Quân y 175 cho biết, hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ là một rối loạn hô hấp liên quan đến giấc ngủ phổ biến. Các biểu hiện đặc trưng của hội chứng này đó là ngưng thở, giảm thở liên quan đến gắng sức hô hấp, sau đó một phần hoặc hoàn toàn đường hô hấp trên khi ngủ. Ở Việt Nam, chưa có số liệu thống kê nhưng trên thế giới, bệnh này xuất hiện ở 15% nam giới và khoảng 5% nữ giới. Các đối tượng có nguy cơ cao mắc phải hội chứng này bao gồm nam giới tuổi cao, béo phì, chu vi vòng cổ trên 40cm, lưỡi to dày. Triệu chứng chính của hội chứng này đó là buồn ngủ ngày quá mức, đau đầu, ngủ ngáy hoặc biểu hiện ngưng thở, giảm thở, sặc, thở hồn hền khi ngủ được quan sát bởi người cùng phòng. Chia sẻ về hội chứng ngưng thở khi ngủ, bác sĩ Trần Phạm Hải, khoa hô hấp, bệnh viện Việt Pháp Hà Nội cho biết. Trước hết thì chúng ta phải hiểu rằng là cái ngưng thở khi ngủ được bật định nghĩa như thế nào. Ngưng thở khi ngủ là một tình trạng mà chúng ta bị ngưng thở hoàn toàn trong giấc ngủ và cái thời gian như vậy thường là lớn hơn 10 giây. Và chính vì ngưng thở như vậy nó làm cho chúng ta bị giảm oxy trong máu. Và cái vấn đề ở đây là chúng ta không hề biết là chúng ta đang bị ngưng thở khi ngủ. Vì vậy cho nên là chúng ta sẽ bị một số cái hậu quả gây ra triệu chứng ban đêm cũng như ban ngày của cái hội chứng ngưng thở khi ngủ khi ngủ này. Ngưng thở khi ngủ thì có rất nhiều triệu chứng, nhưng mà chúng ta có thể phân ra thành hai cái nhóm triệu chứng, là triệu chứng khi chúng ta ngủ và cái triệu chứng khi chúng ta thức giấc vào ban ngày. thì khi chúng ta ngủ cái triệu chứng mà thường gặp nhất đấy là triệu chứng ngáy và có những triệu chứng như là chúng ta sẽ phải thức giấc nhiều để đi tiểu vào ban đêm và chúng ta thở ngáp, thở gấp khi chúng ta đang ngủ. đấy là những cái triệu chứng mà chúng ta có thể gặp khi chúng ta ngủ và ban ngày thì khi chúng ta thức giấc dậy chúng ta sẽ có những triệu chứng như chúng thấy đau đầu chóng váng mệt mỏi và chúng ta có thể bị khô họng nhiều hơn nữa thì chúng ta có thể có những triệu chứng như là mất tập trung trong quá trình làm việc hoặc chúng ta sẽ bị buồn ngủ ngày quá mức gây ra tình trạng giảm cái năng suất lao động cũng như là chúng ta có thể bị các cái nguy cơ về tai nạn lao động cũng như là tai nạn giao thông bệnh lý ngưng thở khi ngủ sẽ thường gặp ở những người nam nhiều hơn là nữ và thường gặp ở những người ở độ tuổi trung niên và ở những người béo phì hơn những người khác bệnh lý ngưng thở khi ngủ là một bệnh lý càng ngày càng nhiều và nó có mối quan hệ mật thiết với các biến cố về bệnh lý tim mạch nó gây ra các bệnh lý như đột quỵ vào ban đêm hoặc là chúng ta sẽ gây ra những cái biến cố liên quan đến các bệnh lý như là điều trị tiểu đường kháng trị trong ngưng thở khi ngủ thì thường bệnh nhân đến khám khi mà ở hai giai đoạn một là người ta ngưng thở và người nhà người ta chứng kiến rằng bệnh nhân có ngưng thở khi ngủ và người ta cảnh báo cho cái bệnh nhân rằng là bạn đã bị ngưng thở khi ngủ và bệnh nhân đi đến khám bác sĩ để khẳng định là cái việc đó. Một số trường hợp thứ hai là bệnh nhân gặp một số triệu chứng và ban ngày quá mức, ví dụ như họ cảm thấy mệt mỏi suốt cả ngày hoặc là người ta cảm thấy buồn ngủ ngày quá mức, thậm chí một số trường hợp đã bị những tai nạn giao thông và người ta thấy rằng là phải tìm lý do vì sao người ta bị ngưng thở kinh ngủ thì thường là người ta sẽ đến khám bác sĩ. Các bác sĩ khuyên cáo khi bệnh nhân có yếu tố nguy cơ và triệu chứng nghi ngờ như thừa cân, ngủ ngáy, giảm khả năng tập trung ban ngày, thường xuyên buồn ngủ, cần phải đến ngay cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và thực hiện kỹ thuật đo đa ký giấc ngủ. Điều này sẽ giúp chẩn đoán và điều trị sớm để giảm thiểu các biến chứng nặng nề hoặc tai nạn liên quan.